Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Tiêu thần, tìm thấy ngươi rồi. Cẩn thận, rơi vào trong thời không loạn lưu. Đưa ố thổ đi đi. Sư huynh cẩn thận. Tiêu thần, muốn bỏ đi như vậy sao? Làm gì có chuyện hời như vậy? Hình hoang khoác lác, còn không chịu từ bỏ. Hơi tiêu thần, ta vẫn nên là cảm ơn người. Nếu không phải, nếu không sao ta có thể thuận lợi tìm thấy vị diện có sinh cơ cuồn cuộn hơn cả đại lục thiên chú cơ chứ? Ngươi hủy đi căn cơ của ta ở đại lục thiên chú, hãy dùng thế giới này để trả lại đi. Thiên chú chỉ dựa vào thân xác thì có thể làm gì, thì có thể đã làm được đến bước này. Chúng ta nên làm thế nào để chống lại hắn đây? Đại lục thần hư không phải là chiến trường thâm không. Thiên chú này tại sao thực lực lại không giảm, ngược lại lại còn tăng lên? Là quân trận, chúng ta gặp phiền phức rồi. Thế giới phương này thuần phục ta đi. Ý chí của thế giới phương này vậy mà còn có sức mạnh, vậy mà còn có sức mạnh phản kháng. Là ý chí của đại lục thần hờ theo bản năng đã ngăn chặn thiên chú giáng lâm, chúng ta còn có cơ hội. Thiên chú, đây là toàn bộ ý chí chiến đấu của ta và pháp tướng nhiệt huyết ngưng luyện mà thành, cũng là toàn bộ thực lực của ta. Để ta xem thử giữa ta và ngươi, rốt cuộc ai mới là người chiến thắng. Cùng nhau ra tay giúp sư huynh ta một tay. Ta tuyệt đối sẽ không để thế giới xinh đẹp ở nơi này thất thủ trở thành như chiến trường thâm không đâu. Vô chung chi lực chặn lại cho ta. Đáng ghét. Ngươi cho rằng mấy người các ngươi có thể so sánh với thiên quân vạn mã của ta hay sao? Chúng tướng nghe lệnh, toàn bộ thiêu cháy thần hồn. Tiêu thần, bắt đầu từ ngày ngươi trở thành kẻ địch của ta, thì đã được định sẵn là ngươi nhất định là phải có kết cục thất bại. Thiên chú dã tâm của ngươi chẳng qua chỉ là làm mơ giữa ban ngày, ngươi cho rằng sở hữu thiên quân vạn mã. Nhưng ta có là cả một tòa thế giới. Là thứ gì? Rượu ủ 8.000 hầm. Từ nay say trong phàm trần, chẳng qua chỉ là một bình rượu mãi mãi uống không hết mà thôi. Tiêu huynh đã lâu không gặp, lại làm lớn như vậy sao? Tiểu thần, sao ngươi lại tới đây rồi? Đi!
Nghịch thiên thì đã sao chứ? Không phải chính nghĩa thì được ủng hộ. Làm trái đạo nghĩa nhất định là sẽ bị cô lập. Thiên chú còn không nhanh cút về đi. Tuyệt đối là không thể nào, tòa thế giới này cuối cùng cũng sẽ rơi vào trong tay của ta. Dám giơ tay ra, nhất định là sẽ bị chặt đứt. Tiêu thần vô dụng thôi, ta sớm muộn gì cũng sẽ giáng lâm lại nơi này. Lúc đó ta sẽ dẫn dắt càng nhiều đại quân hơn, 10 vạn, 100 vạn. Không chiếm đoạt toàn thế giới này, khó mà rửa được mối hận trong đầu của ta. Đa tạ các vị đã đến giúp đỡ. Hậu bối, người khách khí cái gì, đây đều là chuyện mà chúng ta nên làm. Các vị chí cao liên thủ đẩy lùi kẻ địch, đặt ở trên lịch sử của cả Đại Lục Thần Hư, cũng là câu chuyện được mọi người ca tụng rất là hiếm gặp. Nào nào nào, ở đây có rượu ngon, hôm nay chúng ta không say không về nhé. Gì vậy? Thiên chú kia vẫn còn giữ lại đường lui. Phong. Đây là thứ gì vậy? Thiên chú trong lúc chặt cánh tay đã để lại một luồng sức mạnh khó mà loại bỏ. Vốn đã thông ra thông đạo không gian ngược hướng ở trong đại lục thần hư. Lúc đó, chỉ sợ ý chí của thế giới đều đã bị giấu kín, mặc kệ xâm nhập của hắn. Tiêu huynh có thể đem nó triệt để phong ấn hay không? Ta không làm được. Để ta thử. Thiên chú để lại vậy mà lại là một nguồn sức mạnh thiên đạo vô cùng thần túy. Sao chúng ta có thể phong ấn được? Lực thiên đạo có lẽ là tràn đầy hình dạng của thần thánh. Tại sao lại quỷ dị như vậy? Thiên đạo phi đạo, bản nguyên phi nguyên. Sư đệ, không được nói. Chuyện đến mức này, suy nghĩ cái này cũng không có ích gì. Ta chỉ hỏi ngươi có thể phong ấn được bao lâu? Tầm nửa năm. Kẻ địch đến phàm, nếu như đã tuyên bố dẫn 100 vạn quân xâm nhập vào đại lục thần hư của ta, vậy thì chúng ta có lẽ nên đoàn kết tất cả sức mạnh có thể đoàn kết được đối kháng tới cùng. Rất hay, chúng ta thân là tu sĩ của đại lục thần hư, thà chết cũng phải bảo vệ đại lục thần hư. Bây giờ ta sẽ quay về vô trung chi địa, báo cáo lại tình hình với phụ thân của ta, triệu tập tín chúng. Tiểu huynh đợi tin tốt của ta. Thời gian khẩn cấp. Lão Phu cũng có đệ tử học trò cần phải liên hệ. Lão Phu cũng cáo từ. Chúng ta sau khi quay về sẽ liên lạc với đệ tử tộc nhân, đem chuyện kẻ địch ở bên ngoài tới xâm phạm nói với thiên hạ, huy động tu sĩ của các giới ngăn lại kẻ địch. Chuyện lớn như vậy sao có thể để cho Lê gia không quan tâm đến được. Ta sẽ đi tìm Lê Quân Hoa. Cáo từ. Nữ nhân hà tất gì phải làm khổ nữ nhân. Sư huynh có dự định gì không? Ý chí của Đại Lục Thần Hư có lẽ là tồn tại có thể giao tiếp. Nếu như có thể lấy được sự giúp đỡ của hắn, chống lại Thiên Chú có lẽ là làm ít ăn to. Ta muốn đi tìm kiếm ý chí của thế giới. Ý chí của thế giới nơi nào cũng có, biết đi đâu mà tìm? Sư huynh làm thế nào mà tìm được? Yên tâm đi, ta tự có cách của mình. Vậy chúc sư huynh mã đáo thành công. Còn về ta sẽ ở lại nơi này để giám sát tình hình phong ấn, nếu như có dị biến kịp thời thông báo lại với các người. Vậy làm phiền sư đệ rồi, cáo từ. Tìm đồ tốt nhất là phải dùng mũi chó. Cũng không biết là tiểu hắc cùng với 3 tên tiểu tử đó chạy đi đâu rồi. Quá lâu rồi vẫn chưa đem theo bên cạnh. Chó con chơi đến mức quên đường về rồi. Tiểu Hắc, bây giờ ngươi đang ở đâu? Nghe thấy thì trả lời lại. Có chút thú vị, nơi bọn họ đứng, đến ngay cả tiếng gọi của mình đều không nhận được. Nhưng đây cũng chính là vấn đề. Cả Đại Lục Thần Hư có thể ngăn cách liên hệ giữa mình và Tiểu Hắc. Phiêu diêu chi địa.
cũng chỉ có phiêu diêu chi địa. Đừng giả vờ nữa, ra ngoài đi. Xem ra là không nhớ gì rồi. Tiêu thần, ngươi đã trở nên mạnh hơn rồi. Đừng đánh nữa, ta sai rồi. Hà tất gì phải làm vậy? Thật sự là một giọt tinh huyết cũng không có. Ngươi đánh chết ta, ta cũng không có đâu. Ai nói là ta tìm ngươi là vì muốn tinh huyết? Ta là loại người đó hay sao? Ta chỉ là muốn đến hỏi ngươi nghe ngóng một chuyện. Không phải là tinh huyết thì tốt rồi. Có chuyện gì ngươi cứ hỏi đi. Ta hỏi ngươi có gặp qua ba người trẻ và một con chó hay không? Đương nhiên là gặp qua. Ta chưa bao giờ gặp qua trên thế giới này lại có tổ hợp cường đạo mưu mô lưu manh vô liêm sỉ bại hoại như vậy. À, mạo muội hỏi một câu, bọn họ là ai vậy? Con gái, đệ tử và huynh đệ. Bớt dùng chiêu này đi, vẫn chưa hỏi xong đâu. Ngươi tiếp tục hỏi đi. Nhìn đáng thương vãi trưởng. Bọn họ rốt cuộc đã làm gì với ngươi khiến cho ngươi phải tức giận như vậy? Mấy tiểu xúc sinh đó, ý ta nói là lệnh viên và ái đồ thật sự là trẻ trung đáng yêu, hoạt bát cởi mở, ngược lại cũng không có làm chuyện gì quá đáng. Cứ nói thẳng đi không sao, nếu như khiến cho ngươi có tổn thất, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Ây, bồi thường thì xa lạ lắm. Cũng chỉ là nhân lúc ta làm ngủ, trộm đi 80 vảy tim của ta. Và bỏ thuốc hạ độc ta, trộm đi 5 cân tinh huyết. Chặt đứt đi một cọng râu rồng của ta, còn cho cứt chó vào trong cơm của ta. Đây, mấy tên nghịch tử này thật đúng là càng lúc càng vô pháp vô thiên rồi. Những chi tiết này bỏ qua, vì thế bọn họ bây giờ còn đang ở đâu? Bọn họ đã đi về Hoàng Kim Hương, nơi sâu nhất của phiêu diêu đại địa thám hiểm rồi. Truyền thuyết ở đó là nơi ban đầu phiêu diêu thú được sinh ra. Ta nên làm thế nào mới có thể đi vào Hoàng Kim Hương? Cái gì? Ngươi muốn đi vào đó không thể nào. Ngươi căn bản là không thể đi vào đó. Tại sao? Hoàng Kim Hương, Hoàng Kim Hương ngăn cách với thế giới. Muốn đi vào đó cần phải hiến tế vảy hộ tâm tinh huyết và râu rồng của phiêu diêu thú. Ta thấy ngươi vẫn nên ở đây đợi bọn họ ra ngoài. Còn về vấn đề bồi thường vừa nãy ngươi nói, bây giờ chúng ta có thể bàn bạc rồi chứ? Sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Bồi thường có thể giảm giá cho ngươi. Ơi lưu manh, cường đạo, vô niêm sỉ, bại hoại, không phải ngươi nói lần này không lấy tinh huyết hay sao? Không ngờ ở châu sông, ở sâu trong phiêu diêu đại địa còn có một tòa không gian thần dị như này. Hy vọng Tiểu Hắc và Vân Nhi ở bên trong đó không có gặp nguy hiểm gì. Đi. Đi. Đây là rùa biển. Nơi này dựa vào bí cảnh ở trên đại lục thần hờ còn lớn hơn trong tưởng tượng của ta. Xem ra ta phải nhanh chóng liên hệ với Tiểu Hắc bọn họ rồi. Tìm thấy rồi. Nhưng mà có gì đó sai sai. Tiểu tổ tông ngươi đừng có mà làm loạn. Ngươi muốn đem tông môn tháo xuống hay sao? Cấm chế này đều dùng linh thạch là tiền đấy. Chạy thôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Là thánh thú lại sắp mất khống chế nữa hay sao?
Rốt cuộc là sao? Các ngươi ai đã chọc đến hình thú không vui? Thánh thú rõ ràng là thời gian dài vẫn chưa mất khống chế. Chúng ta cũng không biết rốt cuộc là sao, chỉ là dựa theo lộ trình bình thường sắp xếp cho thánh thú. Một con sói nai giống, ai mà ngờ được thánh thú vừa nãy đột nhiên nóng nảy khác thường, cắn chết sói. Khốn kiếp, nhất định là con sói ngươi tìm có vấn đề, còn không mau lôi đi. Vậy mà có thể xuyên thấu qua phong ấn thi triển công kích, không hổ danh là thánh thú của vạn thú tông chúng ta. Bây giờ là lúc để vui hay sao? Còn không nhanh đi mời thánh nữ về đây, chỉ có cô ta mới có thể vỗ về thánh thú mất khống chế mà thôi. Vâng vâng. Ta sắp chết rồi. May thật. Tiếp theo ta sẽ hỏi ngươi, nếu như ngươi trả lời khiến ta không hài lòng, ngươi vẫn sẽ phải chết. Ngươi là ai? Huyết mạch phản tổ, sát ý tham lang khó mà tự khống chế, huyết khí sung đỉnh lý trí. Trên người có không dưới 100 loại cấm chế, nhưng mà hoàn toàn không thể nào khống chế được. Hắn đã biến thành bộ dạng này là do vạn thú tông các người đã làm hay sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn là thánh thú của vạn thú tông chúng ta. Ngươi còn có 3 giây, tiểu hắc sẽ nhào qua đây giết. Nếu như ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, thế thì cho chó ăn. Nó là thánh nữ đưa đến tông môn của chúng ta, khi đến đã như vậy rồi. Thánh nữ mà ngươi nói tên là gì? Thánh nữ tên là Tiêu Vân. Vân Nhi. Bây giờ nó còn đang ở đâu? Tiểu Hắc, còn không mau tỉnh lại. Đã lâu chưa gặp, thực lực tăng lên không ít đấy. Vị anh hùng này, uy thế của thánh thú không thể địch này. Ngươi làm như vậy chỉ có thể kích phát huyết mạch thuần uy thánh thú của hắn. Trưởng môn, người này na lịch không rõ, nói không chừng thánh thú mất khống chế chính là do hắn gây ra, chỉ bằng chúng ta. Ngươi là kẻ ngốc ơ, người đó rõ ràng là đang còn chấn áp chế, đang còn muốn áp chế thánh thú. Ta quản không được hắn còn không quản được ngươi hay sao? Còn nói mấy lời ngu xuẩn này. Ngươi hãy đi vạn thú ngục cho ta. Nhưng mà hắn áp chế thánh thú như vậy, chỉ có thể khiến cho thánh thú càng nóng lầy hơn. Đến lúc đó chỉ có tông môn là tổn thất lớn hơn. Hạ lệnh cho tất cả các đệ tử lui ra sau núi, mở đại trận tông môn. Rồi đi hối thúc, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định cũng phải để cho thánh nữ nhanh chóng về núi. Rõ. Người ở bên ngoài tới này, cho dù mục đích của ngươi ra tay chấn áp thánh thú là gì, vạn thú tông của ta sau khi xong chuyện nhất định là sẽ hậu tạ. Nhưng mà có một điểm, nhớ kỹ không được làm thánh thú bị thương. Cũng xem như là hiểu chuyện đấy. Xem ra cần phải dùng một vài thủ đoạn đặc biệt rồi. Nếu như đã không thể nào đánh thức nó từ phía bên ngoài, vậy thì chỉ có thể đích thân đi vào thức thải của nó. Thức thải của hắn. Thiên phú thần thông tham lang. Tản. Để ta xem thử, tiểu tử nhà ngươi trốn đi gặp giấc mơ đẹp gì. Ủa, sao hình như mình nghe thấy giọng của Tiêu Thần là ảo giác hay sao? Dựa theo suy đoán của ta, phải hoàn toàn tiêu hao tham lang sát ý trong cơ thể, ta còn cần phải ngủ say 20 năm. Tiểu Hắc, ngươi còn không tỉnh lại, ta ăn hết gà nướng luôn đấy.
Thật sự là tiêu thần, sao ngươi tới được vậy? Nguy rồi, ta vừa mới thức tỉnh, tham lang sát ý đã thuận thế muốn ô nhiễm tất cả thần thức. Tiêu thần, đừng có tiếp tục lại gần, ở đây quá nguy hiểm, ngươi tạm thời rời khỏi. Có lẽ là tầm 20 năm sau, ta có thể thuận lợi luyện hóa tất cả cái này. Tiểu Hắc, ta đến tìm ngươi là vì để ngươi làm việc. Lười nhác không phải là thói quen tốt đâu. Chỉ là thần thức ô nhiễm nhỏ bé, sao có thể làm khó ta được chứ? Tiểu Hắc, ngươi có biết sau khi chia tay, ta ở một đại lục nào đó cũng đã gặp được loại tinh thần ô nhiễm tương tự như vậy. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục nghe ta kể chuyện sau khi chia tay, vậy thì hãy cùng ta quay lại hiện thực đi. Được. Nói ra, chúng ta cũng có một khoảng thời gian vẫn chưa tác chiến với nhau rồi. Rốt cuộc là sao? Thánh thú sao đột nhiên không có động tĩnh gì nữa? Hay là đi vào trong xem thử, nỡ như thánh thú xảy ra sai sót gì, sao ta có thể bàn giao được với thánh nữ đây? Nghe nói có người ngoài đến tông môn của chúng ta gây chuyện. Thánh nữ, cô đã quay lại rồi. Huyễn thú của khu rừng sương mù giải quyết xong rồi sao, có mệt hay không? Hừm, có ta ra tay, còn không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Bớt phí lời này, ta hỏi ngươi, tiểu hắc thúc thúc của ta thế nào rồi? Còn nữa, là ai đang còn làm loạn ở đây? Ta có thể cảm ứng được hơi thở của thánh thú đang còn có xu hướng ổn định, thánh thú có lẽ là không sao rồi. Nhưng mà người đó mặc dù không khách khí với tông môn của chúng ta, nhưng là địch hay bạn thì vẫn chưa biết, ta thấy chúng ta vẫn nên tiên lễ hậu binh. Lễ mà lễ. Lễ cái gì mà lễ, ta sẽ đi bắt hắn đánh một trận, rồi hỏi hắn rốt cuộc là ai. Còn không nhanh mở trận pháp ra. Vâng, ta sẽ đi mở trận pháp đây. Tông chủ lại sợ thánh nữ như vậy. Phí lời, nếu như không phải là thánh nữ đem thánh thú giáng lâm đến vạn thú tông của chúng ta, đánh nuôi kẻ địch ở bên ngoài cho chúng ta, vạn thú tông của chúng ta sớm đã bị diệt tông rồi. Nói như vậy, người phía sau núi không phải là thê thảm rồi hay sao? Ta cược người đó sẽ không kiên trì quá 5 chiêu trong tay của thánh nữ. Ta cược 3 chiêu, thánh nữ sẽ xử được hắn. Không, các ngươi nói sai rồi, đối phó với người đến tận cửa gây chuyện, ta từ trước đến nay một chiêu là chế phục được rồi. Các ngươi hãy nhìn kỹ đây. Nghe nói có người muốn đánh ta một trận, rồi còn hỏi ta là ai. Giọng nói này là, cha. Hai sư huynh của con đâu? Ta bảo các con ra ngoài rèn luyện trong khoảng thời gian này, thì học được cách nói khoác như vậy sao? À, sư huynh đang còn bế quan, con sẽ đi gọi bọn họ đến ngay. Chuyện đến mức này còn che giấu ta, tiểu hắc đã nói toàn bộ cho ta biết rồi. Xem ra hôm nay không cho con một chút giáo huấn, con không biết tại sao hoa lại đỏ như vậy. Ây, đau quá đi cha. Tiểu hắc đại thúc, thúc bán đứng con. Nếu như tiêu thần đã tới rồi, ta nghĩ ngươi và hai tên tiểu tử đó đi nạc, nên giao lại cho tiêu thần giải quyết là được rồi. Đây rốt cuộc là sao, vậy mà còn có người có thể trị được tiểu tổ tông này. Chuyện vừa nãy khẩn cấp đã có mạo phạm. Tiểu nữ ở quý khoảng thời gian này đã làm phiền rồi. Không mạo phạm, không mạo phạm, không làm phiền, không làm phiền. Lần đầu gặp vị huynh đài thì cảm thấy địa vị cao quý, không ngờ là phụ thân của thánh nữ. Vậy ngươi và ta cũng xem như là người một nhà. Ta ở đại điện làm tiệc rượu, mời huynh đài cùng ta đi về đại điện nói chuyện. Cộng sinh với tiên cầm linh thú, thật đúng là khí tượng của tiên gia. Đó là đương nhiên, vạn thú tông của chúng ta cùng tồn tại với vạn linh, muốn giúp đỡ lẫn nhau. Nếu như người khác khen vạn thú tông như vậy, ta cũng mặt dày đáp ứng rồi. Nhưng ở trước mặt của thánh nữ, ta cũng không che giấu gì nữa. Công pháp của vạn thú tông chúng ta là trộm đường ở trong Thanh Long Quan, nơi sâu nhất của khu rừng mê huyễn. Vì thế Thanh Long Quan thỉnh thoảng lại đến tìm phiền phức. Trước đây tông môn của ta miễn cưỡng chống đỡ,
cực kỳ khó khăn. May mà có thánh nữ xuất hiện chống lại Thanh Long Quan, chúng ta mới được yên ổn. Tông chủ lặng lời rồi, tiểu nữ nếu như đã lựa chọn gia nhập vào Quý Tông tu hành, ra sức cho tông môn cũng là chuyện nên làm. Con không phải là vì tu hành mới gia nhập Vạn Thú Tông đâu. Cố học thì học công pháp của cha, cha mới là người lợi hại nhất ở trong thiên hạ này. Nói đi, hai tiểu tử Tinh Vân và Thanh Vân kia rốt cuộc là có chuyện gì? Con và hai vị sư huynh vô tình phát hiện ra đại lục bí cảnh thần kỳ này, nhưng mà sau khi đi vào thì lại bị lạc. May mà có mệnh đăng, chúng con vẫn bình an vô sự. Sau đó con vẫn luôn đi tìm bọn họ. Cho đến mấy tháng trước, con nhìn thấy người của Thanh Long Quan ra tay với Vạn Thú Tông, đối phương sử dụng quạt quạt đình vân của Thanh Vân sư huynh. Con nghi ngờ hai vị sư huynh có thể đang còn ở trong Thanh Long Quan. Vì thế ta mới gia nhập Vạn Thú Tông, một bên là chống lại xâm nhập của Thanh Long Quan, một bên là tìm cơ hội điều tra tin tức ở bên trong Thanh Long Quan. Thánh nữ thật đúng là đại nghĩa. Tinh thần không sợ hãi khiến người khác phải bái phục, còn có thủ đoạn lôi đình, mấy lần đánh lui tiến công của Thanh Long Quan. Vì thế, bây giờ đã điều tra ra được gì hay chưa? Chuyện này... Hổ thẹn, kế hoạch của thánh nữ là rất tốt, nhưng mà thật sự là thực lực của Vạn Thú Tông quá yếu, sau khi gây cản trở cho thánh nữ. Bây giờ chúng ta đến ngay cả vị trí của Thanh Long Quan vẫn chưa biết rõ. Vì thế chính là không có chút tiến triển nào rồi. Nếu như sư huynh của con thật sự có nguy hiểm, e rằng xương và cho cũng không còn nữa đâu. Làm gì không có tiến triển, con đã biết rõ thủ đoạn của những người Thanh Long Quan rồi, lập tức có thể đánh đến Thanh Long Quan rồi. Tống chủ không hay rồi, Thanh Long Quan tìm đến tận cửa rồi. Cái gì nhanh như vậy sao? Tiêu huynh đừng sợ, Thanh Long Quan đánh đến cửa cũng không phải là một hai lần. Thánh nữ, cô hãy ở lại cùng với lệnh tôn, ta sẽ đi gặp người của Thanh Long Quan. Ta cũng đi. Con đi làm cái gì? Ở đây kiểm điểm lại đi. Ta sẽ đi với ngươi một chuyến, cũng xem thử Thanh Long Quan này rốt cuộc là như thế nào. Chuyện này thật sự là vô cùng cảm kích. Vậy thì nghe theo tiêu huynh, thánh nữ ở đây nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi rồi sẽ về. Hừm. Nhà đầu điên đó đâu rồi, cắt đuôi của ta rồi bỏ chạy là có ý gì, bảo cô ta ra ngoài nhận chết. Ngươi dám sỉ nhục thánh nữ của chúng ta, các sư đã kết trận đánh đuôi kẻ địch. Sâu kiến không biết tự lượng sức mình. Các ngươi đến ngay cả tư cách chết trong tay của ta cũng đều không có. Mọi người kiên trì, đợi khi thánh nữ đến, nhất định là sẽ lột da của hắn. Ta thu hồi lời vừa nãy, bây giờ các ngươi đi chết luôn đi. Nghiệt súc, ngươi dám. Tông chủ từ lúc nào lại lợi hại đến như vậy? Thực lực mặc dù không bằng với chí cao của đại lục thần hư, nhưng mà lực phòng ngự có thể ngang bằng với chí cao rồi, chả trách Vân Nhi vẫn không bắt được. Ngươi là người thân của nha đầu điên đó. Thế thì khai đao từ ngươi để báo thù việc tao bị cắt đuôi. Nghe là ngươi còn kém một chút rồi. Ngươi cũng tiếp một chiêu của ta thế nào? Lại có thể miễn cưỡng. Lại có thể miễn dịch được sức mạnh của một phần nửa nhỏ. Ta có chút bái phục ngươi rồi đấy. Tiêu huynh, cẩn thận đấy. Đây là kim cương huyễn thú của Thanh Long Quan. Vừa dương vừa cương, hắn triệu hoán ra đại nhật huyền dương không thể nào chống lại được. Đa tạ lửa của người, vậy mà để cho đại nhật huyễn dương của ta thực lực tăng thêm một tầng.
Đây là cái gì? Tiểu Hắc cuối cùng cũng có thể hoàn toàn phát huy ra được lực huyết mạch của hắn rồi. Thôn Nhật Pháp Tướng là thánh thú ra tay rồi. Sau này không phải thứ dơ bẩn gì cũng đều ăn được đâu. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ta là kẻ nào để lát nữa sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng mà ngươi phải trả lời câu hỏi của ta trước. Có phải đã từng gặp qua đồ đệ của ta hay không? Muốn đi? Ngươi hãy đợi đấy, Thanh Long Quan của ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Có bản lĩnh thì ngươi đuổi theo đi. Tiểu huynh đừng đuổi theo, hắn muốn dụ huynh đi vào khu rừng mê ảo. Khu rừng mê ảo nguy hiểm trùng trùng. Đừng có bị mắc bẫy của hắn. Không sao, Tiểu Hắc chúng ta đi thôi. Khu rừng mê ảo. Tiểu tử, có bản lĩnh thì đuổi theo đi. Khí sương mù độc thần kỳ thật, vậy mà có thể che đậy thần thức. Chả trách Vân Nhi đến bây giờ đều không thể nào tìm thấy vị trí của Thanh Long Quan. Nhưng lại không thể nào che lại đường khiếu giác của ta. Ta tìm thấy hắn rồi. Đáng tiếc trước đó thần trí của ta vẫn chưa hồi phục. Nếu không ta sớm đã tìm thấy Thanh Vân và Tinh Vân rồi. Huyết mạch phản tổ tham lang ở trên người của ngươi ta biết. Nhưng mà sát ý của tham lang này mạnh như vậy, nhưng lại khiến ta không ngờ tới. Có lẽ không đơn giản như vậy. Đợi tìm được Thanh Vân và Tinh Vân sẽ thay ngươi điều tra rõ chuyện này. Dù sao ta cũng thức tỉnh rồi, việc nhỏ không đáng kể cũng không còn quan trọng nữa, vẫn nên đi tìm Thanh Vân và Tinh Vân rồi tính tiếp. Linh cơ ở nơi này hưng thịnh, che đậy linh thức, áp chế vận dụng thuật pháp. Mặc dù đối với sức mạnh trí cao của ta không có ảnh hưởng, nhưng mà những tu sĩ khác đi vào nơi này, nghe rằng một thân thực lực cũng không thể nào phát huy ra được 5 phần. Hờm, còn có mai phục. Cây liễu ăn người này hình như là có người đặc biệt trồng ở đây. Khi cây liễu chết đi, đến ngay cả khí sương mù độc cũng bị tản đi một ít. Xem ra khí sương mù độc này đã áp chế tu vi, chính là pháp trận ở trong khu rừng mê ảo này sản sinh ra. Cái này cực kỳ giống với quy tắc của chiến trường thâm không. Đều bài xích sức mạnh ở bên ngoài, lẽ nào thế giới phương này cũng có người bố trí, cũng có người cố ý bố trí. Chiến trường thâm không đó là gì vậy? Quay về sẽ nói chi tiết với người. Đáng ghét, vậy mà đến ngay cả phệ hủ mẫu thụ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Thực lực của hắn tại sao lại không chịu áp chế? Xem ra phải đem bọn hắn dụ đến chỗ của thủ hộ giả rồi. Con khỉ chết tiệt, ta nhìn thấy ngươi rồi. Ơi, đứng lại đó cho ta. Đuổi theo. Nhanh như vậy, ta dùng danh nghĩa của Nguyễn Thú Thanh Long Quán mệnh lệnh cho các người, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chặn bọn họ lại. Thiên Nguyên, Tịch Hỏa, lui. Đừng chạy nữa, hãy vào trong miệng của ta đi. Ta không muốn đâu. Cuối cùng cũng đến kịp rồi. Đây chính là chỗ dựa mới của ngươi hay sao? Một cây tre. Ngươi ở bên ngoài đến, ta không có ý nhúng tay vào chuyện của các ngươi, nhưng ta thân là thủ hộ giả của khu rừng mê ảo này, mời các ngươi hãy rời khỏi đây. Người bên ngoài, đây là xung đột giữa Thanh Long Quan của ta và Vạn Thú Tông, ta khuyên ngươi đừng nói chuyện bao đồng, nếu không kiếm mí của một lá tre của Lục Trúc tiền bối có thể chém chết các ngươi luôn đấy. Cái này thì ngươi nói đúng rồi. Xung đột của Thanh Long Quan và Vạn Thú Tông quả thật là không có liên quan tới ta. Nhưng mà tiền đề là ngươi phải đem đồ đệ của ta đưa ra đây không chút tổn thất nào. Đồ đệ của ngươi thì có liên quan gì đến Thanh Long Quan của ta? Ta chưa bao giờ gặp qua hai người bọn họ. Không sợ ở chỗ của ngươi, chỉ sợ không có ở chỗ của ngươi. Nhưng mà nói ra,
Ngươi quả thật là có một chút đáng yêu ngu ngốc. Ta nói đồ đệ của ta mấy người từ khi nào vậy? Lục Trúc tiền bối, giết hắn đi. Thật sự là không còn cách nào khác hay sao? Đụng vào trận nhãn của khu rừng mê ảo, các ngươi sẽ chết. Ta thật sự là muốn xem thử. Ta biết lai lịch của các ngươi. Nếu như ngươi cho rằng đến từ đại thế giới chính là lộ trình của các ngươi, vậy thì các ngươi sai rồi. Người ngoại giới mà ta giết không đếm bằng, mà ta giết qua không đếm bằng tay được. Dù sao tòa thế giới này vốn dĩ là tồn tại để ngăn chặn lại kẻ địch bên ngoài. Chỉ có trình độ này thôi sao? Tiêu thần, tiểu tử này quá là xấu xa, vậy mà lại chơi đánh lén. Lục Trúc tiền bối, thực lực của người ngoài này không giống với trước đây. Ngài hãy nhanh lấy bản lĩnh thật ra đi. Sao thế, còn có bản lĩnh áp chót gì nữa hay sao? Còn không dùng thì không có cơ hội nữa đâu. Đây là sức mạnh của trí cao. Sao lại có sức mạnh lớn như vậy chứ? Lục Trúc tiền bối. Là ta đã ít ngồi đáy giếng rồi. Thì ra ngoại giới đã có tu sĩ mạnh như vậy rồi. Kiếm ý của người cao cả vô song, còn có phong thái của ẩn sĩ. Bây giờ lui xuống, ta sẽ không làm người bị thương. Ta thừa nhận người mạnh hơn ta, nhưng mà ta tuyệt đối sẽ không lùi bước với người có sức mạnh cấp cao. Đây là sứ mệnh của tất cả thủ hộ giả chúng ta. Ngươi nói cái gì? Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta chết. Hà tất gì phải làm như vậy chứ? Tiêu thần, vừa nãy hình như ngươi đã chém đứt một vài bố trí của khu rừng mê ảo. Khí độc sương mù đã tản đi hết rồi. Tiêu thần, ngươi nhìn ở đó đi. Đó có lẽ chính là Thanh Long Quan. Đừng hòng đi vào đạo quan. Tiểu Hắc, bây giờ ngươi lập tức đi về Thanh Long Quan. Tìm Thanh Vân và Tinh Vân ở đây giao lại cho ta. Được, cứ giao lại cho ta. Đừng hòng đi. Cuối cùng cũng chỉ là tinh quái. Được cái này mất cái khác. Phá. Ta thua rồi, nhưng cho dù là đồng quy vu tận, ta nhất định là sẽ ngăn cản các ngươi. Muốn tự hủy, ngươi không có cơ hội đâu. Hà tất gì phải làm như vậy? Tiêu thần đã nhân từ với ngươi rồi. Chúng ta chỉ có đưa ngươi về nhà. Chúng ta chỉ đưa người nhà của chúng ta quay về mà thôi. Đừng có tin rằng người ngoại giới sở hữu sức mạnh cấp cao. Đây là tổ huấn của chúng ta. Ta chính là vì bảo vệ tứ thánh giới mà tồn tại. Có gì mà phải sợ chết? Thân là tinh quái, ngươi có thể làm đến bước này quả thật là khiến ta có cái nhìn khác. Nhưng mà cũng khiến ta tò mò hơn bí mật phía sau khu rừng mê ảo này. Nếu như ngươi đã không phối hợp như vậy, vậy thì tất cả chuyện này đều sẽ tìm kiếm đáp án từ trong thần hồn của ngươi. Đừng hòng đụng vào Lục Trúc tiền bối. Hà tất gì phải làm như vậy, khu rừng mê ảo không phải vì để chống lại tồn tại của những người ngoài như các ngươi hay sao? Đóng miệng mở miệng đều nói là chống lại kẻ địch ở bên ngoài. Thật sự lại là các ngươi bắt đồ đại của ta không thả ra. Nếu như ngươi chịu thả người, bây giờ ta sẽ đi. Chúng ta không bắt hắn, là bọn họ tự nguyện ở lại Thanh Long Quan của chúng ta. Không có lời nào là thật, chỉ đành siêu hồn. Trận pháp khởi.
Yêu thần, con tinh tinh đó hình như là đã trả cái giá nào đó, đưa theo đục trúc trốn vào Thanh Long Quan rồi. Ta biết. Nếu như bọn họ không chạy về, sao có thể biết được đạo quan này là thật hay giả? Tiêu thần, không hổ danh là ngươi, quá là bỉ ổi. Ngươi bị ngốc hay sao? Có Thanh Long đạo trưởng tọa trấn khu rừng mê ảo, làm gì có con địa long nào chở mình? Nghĩ thầm yêu cầu không hỏi ngoại giới, chỉ hỏi bản tâm, hôm nay ngươi có thể giữ được hay không? Chúng ta tha rồi, Thanh Long đạo trưởng. Nhanh như vậy, đã đánh đến cửa rồi sao? Người ngoại giới này thật đúng là không chịu dừng lại chút nào. Nhưng mà ta rốt cuộc có nên ra tay hay không? Thanh Long đạo trưởng cứu ta với. Sức mạnh bá đạo thật. Đấy, mau chạy trốn. Chuồn nè, chuồn nè. Thanh Long đạo trưởng, đệ tử có tội, đệ tử không phải là cố ý làm ảnh hưởng đến các sư huynh sư đệ. Cũng không phải là lỗi của người, là người ngoại giới này quá mạnh. Đến ngay cả bằng hữu cũng bị thương nặng như vậy. Đa tạ Thanh Long đạo trưởng đã ra tay giúp đỡ. Tiểu võ đã từng gửi đến tin tức cho ta, nói người ngoại giới này rất mạnh, nhưng mà không ngờ lại có thể làm người bị thương đến mức độ này. Đây chính là sức mạnh mà hắn sử dụng, tuyệt đối là sức mạnh chí cao. Ta cảm thấy chúng ta có lẽ nên tuân theo tổ huấn, triệu tập tứ thánh, cùng trừ khử thiên ma. Quả thật là sức mạnh chí cao, nhưng mà hình như không giống với tiên đoán ở trong tổ huấn. Nhưng mà khu rừng mê ảo này đã bị hắn hủy hoại hơn một nửa rồi, lẽ nào phải đợi bi kình không thể nào cứu vãn mới xem trọng hay sao? Nục trúc ngươi xa rồi, từ nhóm người ngoại giới đầu tiên giáng lâm, ta đã xem trọng rồi. Ý ngươi nói là Tinh Vân, hắn thế nào rồi? Hắn vô cùng khớp với truyền thừa của tứ thánh, có hắn ở đây, mạch của khu rừng mê ảo chúng ta ở trong tương lai, nghìn năm có lẽ là không còn gì phải lo lắng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhưng mà hiện tại phải làm thế nào? Người đánh đến tận cửa tự xưng là sư phụ của Tinh Vân, nghe rằng chưa chắc đã để Tinh Vân kế thừa truyền thừa, hoặc là nói không muốn để cho Tinh Vân bảo vệ khu rừng mê ảo. Khu rừng mê ảo bảo vệ đại trận đông phương của tứ thánh giới, đây là chuyện lớn liên quan đến an nguy của thần khư giới. Tuyệt đối không cho phép xảy ra bất cứ sự cố ngoài ý muốn. Chỉ sợ trong chốc lát, người đó sẽ đánh đến tận cửa, chúng ta làm thế nào mà ứng phó được đây? Nếu như hắn đã không khách khí, vậy chúng ta cũng không cần thiết phải tuân thủ đạo đãi khách. Không thể để cho hắn và Tinh Vân gặp mặt. Ta đi gặp hắn một chút, các ngươi đi an ủi Tinh Vân, đừng để cho hắn phát giác là có tiếng động. Rõ. Ngươi là người có thiên phú, có độ khớp nhất đối với Thanh Long Chiến Lý trong tất cả những người trước đây kế thừa Thanh Long Chiến Lý. Tại sao ngươi từ đầu đến cuối tinh thần bất an, không thể tấn thăng đến bước cuối cùng, triệu hoán ra đường chân thân của Tổ Long? Ta chỉ có chút nghi hoặc, tại sao chỉ có mình bản thân ta ở đây? Tiếp nhận truyền thừa của Thanh Long đương nhiên chỉ có thể là một người. Nhưng ta nhớ ta không phải đi một mình, ta còn có sư muội sư đệ. Ta đồng ý với sư phụ là phải chăm sóc cho bọn họ rồi. Tôn thái cổ thần long, ngưng tụ chân thân của Thanh Long, triệu hoán Thanh Long chiến ý. Thanh Long đạo trưởng và người ngoại giới kia đánh nhau rồi. Yên tâm đi, ta sẽ thắp hương tịnh tâm huyễn thần trăm năm, đủ để cho Tinh Vân ngưng tâm ngộ pháp, tuyệt đối sẽ không tỉnh lại đâu. Thần vật bậc này, đến ngay cả ta cũng chưa từng dùng qua, thật sự là hời cho hắn rồi. Chỉ là không biết Thanh Long đạo trưởng có thả đùa người ngoại giới kia đi hay không. Không sao, chỉ cần Tinh Vân vẫn chưa thức tỉnh, bên đạo trưởng không cần phải lo lắng. Bởi vì ở tứ thánh giới, không ai có thể đánh bại được Thanh Long đạo trưởng. Chúng sinh đều là người có duyên, bổn tôn tiêu thần đến để tìm Thanh Long quán. Để tìm Thanh Long quán. Người có duyên mặc dù là nhiều, nhưng mà Thanh Long quan miếu nhỏ không cung cấp nổi cho tòa đại lăng của tôn giả, mời về cho. Được thôi.
Chỉ cần tháo ngưỡng cửa, tháo cửa lâu ra, sao có thể không mời vào được chứ? Thật sự là sức mạnh cấp cao. Chiêu này nhìn cũng không tệ, nhưng có thực mà hư vô, có hình nhưng vô thân. Tản. Tôn giả có hài lòng hay không? Sức mạnh ứng biến cũng không tệ, nhưng mà vẫn không phải là đối thủ của ta. Thanh Long hồi tử thuật, như vậy thì sao? Có lẽ có thể để ngươi kiên trì 3 thức ở trong tay của ta. Đây là chất độc thanh long của ta, có thể áp chế người bị nhốt ở trong đó, không thể nào phát huy ra thực lực của một thân. Chỉ cần ở trong khu rừng mê ảo, ta sẽ nằm ở thế bất bại. Như vậy, các hạ có thể chịu quay về rồi chứ? Ngươi cười cái gì? Ta cười. Chỉ là bởi vì khu rừng mê ảo này của ngươi chẳng qua chỉ là mô phỏng chiến trường thâm không, quá là kém rồi. Mặc dù ta không đi qua ngoại giới, nhưng ta vô cùng chắc chắn, khu rừng mê ảo chính là thủ đoạn mạnh nhất dùng để chặn lại ngoại giới. Tiểu tử ngươi, ta nên nói là ngươi tự tin hay là nói ngươi vô tri đây? Thụ giới. Trạch bị vạn vật, bất tức chi thuẫn, phá. Hừ, thật đúng là phiền phức mà. Niệm tình ngươi đã từng là sư phụ của Tinh Vân, bây giờ lui đi, ta sẽ không so đo với ngươi. Chuyện trước đây, hình như ngươi không hiểu lời vừa nãy ta nói. Ta nói khu rừng mê ảo của ngươi chẳng qua chỉ là một vật mô phỏng cấp thấp, muốn áp chế ta. Vốn dĩ là muốn là tình của Tinh Vân, không truy cứu với ngươi, không ngờ ngươi lại không biết điều như vậy. Hiệu lệnh vạn linh. Đúng là nhiều thủ đoạn. Phá. Phúc họa vô môn, duy nhân tự chiếu. Tinh Vân liên quan đến an nguy của đại lục thần hư, tuyệt đối không thể nào để ngươi đưa đi. Hy sinh cần thiết vẫn có thể chấp nhận được. Xảy ra chuyện gì vậy? Sức mạnh chí cao. Ta nói rồi, khu rừng mê ảo này của ngươi quá yếu, yếu đến mức thậm chí không thể nào dung nạp toàn bộ sức mạnh của ta. Ngươi rốt cuộc là làm thế nào mà thoát khỏi áp chế của khu rừng mê ảo? Khu rừng mê ảo của ngươi từ đầu đến cuối không có hoàn toàn nhốt được ta. Sao có thể nói là áp chế ta được chứ? Đưa ta đi gặp đồ đệ của ta đi. Ngươi giết ta đi. Tinh thần của ta trấn thủ khu rừng mê ảo của tứ thánh giới 800 năm nay rồi,
có gì mà sợ chết? Ngươi vẫn xem thường cái chết, ngươi cướp đồ đệ của ta, ngươi còn cao thượng nữa hay sao? Ngươi muốn làm cái gì? Người ngoại giới bị ổ nhà ngươi, chết binh còn hơn sống nhục. Nhìn ngươi bịt kỹ chưa như vậy, lẽ nào dưới quần áo có che giấu thứ gì mà để người khác không nhìn thấy được hay sao? Tức chết não phu đi mà, ta đi đây. Bây giờ muốn đi có phải là hơi muộn một chút rồi hay không? Ngươi còn không nói, tiếp theo ta sẽ cạo vảy rồng của ngươi luôn đấy. Ây, tóc của ta. Không tệ, bây giờ nhìn thuận mắt hơn nhiều rồi. Có thể nói cho ta tại sao lại muốn bắt đồ đệ của ta rồi chứ? Long uy của ta mất rồi. Nếu còn không chịu nói, ngươi cũng không giữ được long tiên của mình nữa đâu. Thiên chủ sáng tạo ra bốn thánh chủ chúng ta, vốn dĩ chính là một phần độc nhất của đại lục thần hư. Một hai tắc đó có hay không, cũng không có gì khác biệt. Nhưng mà nói với ngươi cũng không sao, khu rừng mê ảo chính là một trong bốn trận nhãn của tứ thánh giới do thiên chủ bố trí. Ta giữ lại tinh vân chính là vì để cho hắn thay ta tiếp tục trấn thủ khu rừng mê ảo. Vì thế cho dù đồ đệ của ta không muốn, ngươi cũng sẽ cưỡng ép giữ bọn họ này. Tứ thánh giới này lẽ nào không có người khác nào nữa hay sao? Những loài người đó của vạn thú tông chính là người mà gần trăm năm nay ta từ ngoại giới lừa vào tứ thánh giới để học tập truyền thừa của Thanh Long. Là tất cả bọn họ đều là ngu xuẩn, chỉ có thể học được 1 hoặc là 2% truyền thừa của Thanh Long, của Thanh Long ta, không ai có thể trọng dụng. Thiên chủ trong miệng mà ngươi nói là ai? Pháp trận của tứ thánh giới lại là cái gì? Tại sao ngươi lại cấp bách muốn tìm kiếm người thay thế người bảo vệ trận nhãn? Ta biết những người ngoại giới của các ngươi để ý tới thiên chủ, muốn nắm bắt bí mật cuối cùng của đại lục thần hư, từ bỏ đi, ta tuyệt đối sẽ không nói đâu. Thà chết cũng không nói. Cho dù ngươi giết ta, cũng có tinh vân kế thừa tất cả mọi thứ. Hơn nữa, ta có thể nói với ngươi, trận pháp của tứ thánh giới chính là lá chắn thiên chủ dùng để bảo vệ đại lục thần hư. Ta khuyên ngươi đừng làm chuyện tự đào mộ. Ngươi nói đúng, nếu như tinh vân kế thừa truyền thừa Thanh Long, ta trực tiếp nói với hắn không phải là được rồi hay sao? Vô ích tốn thời gian thôi, trong Thanh Long quan của ta còn có động thiên khác, ngươi sẽ không tìm được hắn đâu. Tiêu thần, ta tìm thấy rồi. Làm tốt lắm, tiểu hắc. Ngươi bị ổi. Đi thôi. Không hay, bị phát hiện rồi. Súc sinh này lẻn vào đây từ lúc nào vậy? Kim cương chân thân. Vạn diệp kiếm trận. Định. Là người, sao có thể chứ? Quán chủ sao có thể thua được chứ? Ta có chút chuyện gấp cần phải làm, các ngươi hãy yên lặng một chút. Tiêu thần, hơi thở của tinh vân và thanh vân chính là ở trong này. Chủ động thả đồ đệ của ta ra, hắn còn có thể sống, chuyện này. Lục trúc không được, tất cả những gì ta làm chính là dựa theo ý chí của thiên chủ để bảo vệ đại lục thần hư. Cho dù vì chuyện này mà ta hy sinh cũng là cam tâm tình nguyện. Ngươi thật đúng là ngoan cố. Nếu đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Sư phụ khoan đã, hắn nói là thật. Tinh vân. Đây chính là truyền thừa đó, quá sơ sài, ngược lại cũng có thể tiếp thu được. Được rồi, truyền thừa Thanh Long. Thành công rồi. Sư phụ thủ hạ lưu tình, đệ tử không sao. Vi sư nói ngươi không sao, ngươi mới là thật sự không sao đấy. Tu vi của sư phụ càng lúc càng thâm sâu không đoán được. Mình vừa mới lấy được khí lực của Thanh Long, nhưng dưới tay của sư phụ đến ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Quán chủ, có gì đó sai sai, sau khi tinh vân kế thừa ý chí của Thanh Long, thì lên triệt để hóa thân thành Thanh Long võ thần. Không thể nào nhớ sư phụ ngoại giới của hắn được. Dấu ấn ý chí,
Truyền thừa thanh long này vậy mà muốn đem đồ đệ của ta tẩy não thành binh khí hình người. Các ngươi nào muốn tìm chết hay sao?